Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, đặc biệt là vài tuần trở lại đây, trên cả nước đã có rất nhiều vụ cháy xảy ra tại các nhà kho hoặc xưởng sản xuất chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa. Đa phần các vụ cháy đều để lại thiệt hại lớn về tài sản, có vụ khiến cho hàng ngàn công nhân phải nghỉ việc. Từ đây đến cuối năm, nhịp độ sản xuất tăng cao, các công ty doanh nghiệp cần phải cảnh giác để tránh những hậu quả đáng tiếc cho doanh nghiệp của mình và cả những người dân sống xung quanh. Tại các kho xưởng sản xuất, nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu. Cũng bởi các nhà xưởng, kho chứa hàng gần khu dân cư là nơi thường tập trung một lượng lớn các chất dễ cháy như nguyên vật liệu sản xuất, dung môi, hàng hóa, thành phẩm. Trong quá trình hoạt động, nếu không có các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, thì rất dễ dẫn đến phát sinh cháy nổ, đe dọa đến tính mạng, tài sản của người dân, doanh nghiệp. Mới rạng sáng hôm qua 22 tháng 10, xưởng sản xuất sơn trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra hỏa hoạn khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Trước đó vào đêm 21 tháng 10, một vụ cháy lớn xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Thành Phát TGT ở xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Sau đó nhanh chóng lan sang xưởng sản xuất đồ nhựa bên cạnh. Thượng tá Đỗ Mạnh Tiến, Phó trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết: phần lớn các kho xưởng trong khu dân cư đều có kết cấu bằng thép, tôn với giới hạn chịu lửa thấp. Khi xảy ra cháy, các công trình này dễ bị biến dạng và sập đổ. Bên cạnh đó, với diện tích lớn, trong nhà kho xưởng thường bố trí nhiều khu vực với công năng khác nhau, nhưng giữa các bộ phận này không có tường ngăn cháy. Đặc biệt, nhiều kho xưởng được xây sẵn để cho thuê, nhưng đơn vị thuê thường không cải tạo lại, nên trong quá trình sử dụng, hệ thống phòng cháy chữa cháy không phù hợp. Có những năm, càng cận Tết Nguyên Đán, các vụ cháy kho xưởng càng diễn biến phức tạp. Nếu chủ quan, không chỉ nhiều tài sản giá trị lớn có thể biến thành tàn tro mà còn để lại thiệt hại về nhân mạng. Đơn cử như hồi tháng 6, vụ cháy xưởng sản xuất bột nhang ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã khiến hai người chết. Hay mới tháng 9 vừa qua, hỏa hoạn ở xưởng tái chế nhựa thuộc huyện Hoài Đức, Hà Nội đã làm một người tử vong. Thiếu tá Hoàng Đức Mạnh, Phó đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ Công an huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội cho rằng, trong cao điểm sản xuất cuối năm như hiện nay, để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, cơ quan chức năng đề nghị các chủ cơ sở cần nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng chống cháy nổ, bổ sung các trang thiết bị chữa cháy tại chỗ còn thiếu, tổ chức tập huấn kỹ năng phòng chống cháy nổ, nhất là thoát hiểm cho lực lượng công nhân viên, phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức thực tập phương án chữa cháy với nhiều hình thức giả định khác nhau. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo các doanh nghiệp sản xuất, nhà xưởng, kho chứa hàng cần thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở. Mỗi bộ phận, phân xưởng có tổ hoặc người tham gia đội phòng cháy chữa cháy, mỗi ca làm việc bố trí lực lượng thường trực chữa cháy. Đồng thời, trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy cần thiết, xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy thoát nạn cứu người trong tình huống phức tạp nhất để có thể xử lý kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra.